dòng thiền lớn nhất của Việt Nam, Trúc Lâm Yên Tử, cũng chịu ảnh hưởng Thiền Tông và Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Việc khéo léo thiện xảo của vua Trần Nhân Tông là biết hợp hai giáo pháp của hai tông phái lớn nhất của Trung Quốc này lại, lập thành pháp môn tu hành cho dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam. Có những người không hiểu biết mới hãnh diện cho rằng Việt Nam cũng có dòng thiền không thua gì Trung Quốc. Chất kỳ thật, thiền tông Việt Nam, thiền chẳng ra thiền, mà tịnh thì chẳng ra tịnh. Thiền gì mà còn tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã? Tịnh gì mà còn tham công án, tham thoại đầu, biết vọng liền buông? Có lẽ đây là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu, đó là lời nói che đậy sự tu hành của Thiền Tông Việt Nam bị bế tắc. Đọc hết kinh sách Phật giáo và Thiền Tông Việt Nam, chúng tôi chẳng thấy có một cuốn sách nào là của Việt Nam cả. Toàn là lai căn ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo và Thiền Tông Trung Quốc. Tại sao một dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa riêng biệt không thua gì văn hóa các nước trên thế giới, thế mà bị ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc rất nặng, không tự mình vươn lên xây dựng cho mình một nền văn hóa đạo đức Phật giáo mà không chịu ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc và bất cứ một nước nào mang Phật giáo đến với đất nước chúng ta?